Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo mới nhất về việc tiêm kết hợp hai vaccine phòng COVID-19. Theo đó, xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vaccine nhằm mục đích tăng độ bao phủ, đảm bảo tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch. Trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm, không đủ để tiêm mũi 2, thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2, cụ thể như sau. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất, thì có thể tiêm mũi 2 vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, do tình hình khan hiếm vaccine COVID-19 nói chung, nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm, như tiêm vaccine vector virus với vaccine mRNA hoặc tiêm hai loại vaccine mRNA của các nhà sản xuất khác nhau. Để thực hiện chiến lược vaccine phòng COVID-19 bao phủ 70-75% dân số đạt miễn dịch cộng đồng, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận nhiều loại vaccine được sản xuất theo các công nghệ khác nhau như công nghệ vector do AstraZeneca sản xuất hoặc Sputnik V, công nghệ mRNA do Pfizer, Moderna sản xuất, công nghệ bất hoạt do Sinopharm sản xuất. Đồng thời các nhà sản xuất cũng đang nghiên cứu phát triển thêm một số loại vaccine bằng công nghệ khác. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.